Khán giả nhận được thông báo của Mạnh Quỳnh vừa vui lại còn vừa buồn. Vui vì có lẽ rằng mọi người thấy Mạnh Quỳnh vẫn đang đi sâu rất là vui vẻ, đóng góp rất nhiều giá trị cho nghệ thuật. Vừa buồn là bởi vì chắc hẳn là sau show này và trong khoảng thời gian sắp tới thì Mạnh Quỳnh sẽ ít hoạt động trên mạng xã hội hơn, cũng như là có ít show diễn hơn để dành thời gian cho việc sáng tác âm nhạc, sản xuất âm nhạc và dành thời gian cho gia đình. Sau một chuỗi ngày với rất nhiều show, không kể ngày lễ hay là ngày nghỉ thì Mạnh Quỳnh vẫn chạy show để phục vụ với khán thính giả. Và Mạnh Quỳnh có nhắn nhủ rằng show cuối cùng khép lại chương trình của tháng 5, nên chúc muôn nhà tuần mới an vui, nhiều năng lượng. Và mọi người đừng quên ủng hộ Mạnh Quỳnh để nghe những ca khúc mới của Mạnh Quỳnh nhé. Và sau đó thì Mạnh Quỳnh đã nhận được rất nhiều lời khen của quý khán thính giả. Và mọi người thì đều mong muốn Mạnh Quỳnh là hãy giữ gìn sức khỏe. Dù thế nào thì tất cả mọi người vẫn luôn luôn hy vọng rằng Mạnh Quỳnh có một sức khỏe tốt để có thể vừa hát vừa cống hiến cho nghệ thuật, lại vừa đảm bảo được cuộc sống. Và mọi người cũng có những lời khen rất là có cánh dành cho Mạnh Quỳnh, đó là trẻ đẹp trai quá anh ạ, bài mới của anh nghe hay lắm luôn, chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe, khán giả Việt Nam mong chờ ngày anh trở về ạ. Có thể nói rằng tình cảm của khán thính giả dành cho Mạnh Quỳnh rất ấm áp và luôn luôn hy vọng là Mạnh Quỳnh giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Và trong đêm nhạc tại Telenchon thì Mạnh Quỳnh đã hát một ca khúc rất ý nghĩa mà tất cả mọi người trong khán phòng đều rưng rưng nước mắt. Kính xíu nha. Một bài hát mà Mạnh Quỳnh đã sáng tác cách đây cũng không lâu, nói về một mối tình già rất là đẹp. Chúng ta yêu nhau từ lúc mà mới quen nhau, yêu nhau, lấy nhau. Và sau đó một thời gian trải qua 20 năm, 30 năm, chúng ta có con, có cái và có cháu, có chắc. Nhưng khi tuổi về già, bạc phơ mái tóc, nhưng cặp vợ chồng này vẫn sống, vẫn yêu thương nhau và vẫn mặn nồng như từ thuở ban đầu. Quý vị, bài hát này thì giống như một Mạnh Quỳnh gửi cho quý vị một cái thông điệp là chúng ta sống, giữ cho nhau những hạnh phúc, những mối tình thật là đẹp. Từ lúc yêu cho tới lúc về già, và chúng ta đều giữ được cho nhau một mối tình thật là đẹp. Các vị cùng lắng nghe. Cảm ơn Nghĩa. Hôm nay là ngày lễ mẹ. Thật ra thì Mạnh Quỳnh trong thời gian vừa qua Mạnh Quỳnh rất là bận. Quý vị, thường thường là khi mà nhận được cái show, Mạnh Quỳnh lúc nào cũng là người chủ động gửi nhạc trước hết cho tất cả các ban nhạc. Mà đặc biệt là thậm chí những ban nhạc phải gọi Mạnh Quỳnh nhắc chở. Cho nên là quý vị thấy là Mạnh Quỳnh không có thời gian để làm bất cứ gì hết. Hôm nay là ngày lễ mẹ mà Mạnh Quỳnh cũng không có nhớ được để gửi một bài hát nào cho ban nhạc để hát một bài tặng về mẹ. Cho nên bây giờ thôi thì anh Dũng giúp em nha. Cho em cái bài bấm cho em cái bài Mạnh Quỳnh sáng tác, tâm sự một người con xa quê hương, xa mẹ cũng sẵn rồi. Suốt 30 năm và khi chuẩn bị trở về thăm mẹ thân yêu của mình thì không còn gặp được người mẹ mình nữa, thì mẹ mình đã ra đi trước khi về thời thăm mẹ. Thì bài hát này mình lấy cảm xúc và sáng tác đây cũng khá lâu, và Mạnh Quỳnh có dịp diễn trong live show 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh. Hôm nay Mạnh Quỳnh hát tặng cho tất cả người mẹ thân yêu chúng ta, tất cả quý vị khán giả mặt tới hôm nay, chúng ta còn may mắn, còn mẹ, chúng ta nên yêu thương và quý trọng mẹ mình nhiều hơn, để một ngày nào đó khi người mẹ mình ra đi thì lúc đó mình hối tiếc thì cũng quá muộn. Quý vị, nhạc phẩm này mình Quỳnh tặng tất cả quý vị mặt với tối hôm nay, nhạc phẩm được mang tên Lời Ru của Mẹ. Quý vị cùng lắng nghe tôi đi.
suốt đời mẹ. Thưa quý vị rất nhiều. Còn trong nhiều lắm, để chút xíu nó còn thời gian mà mình trở ra. Sẽ trở lại phần 2. Quý vị ơi, nhớ ở lại đây tới cuối nha, tại vì chắc chắn là Quỳnh sẽ trở lại phần 2. Một chút mình Quỳnh sẽ sắp cài với Tiên Dũng. Quý vị tin được không? Tại vì có một lần ở bên Houston, tôi đã cùng làm với... Sẽ lại là mặt chứ. Ủa sao cái môi đỏ dữ trời. Tưởng ai hôn mà sao nghe cái môi đỏ, môi đỏ nguyên cục son. Ý là em hát là em không có để sát nó cũng bị. Nhưng nhiều khi lúc mình hát mình tiêu quá, nó đưa sát cái môi. Em là chị hết hồn đó. Tưởng cái dùng hôn gì vậy. Tự nhiên cái giống môi son. Có một lần ở Houston trong một cái chương trình mà Thanh Toàn cũng đã mất rồi. Thanh Toàn tức là Trần Thiện Anh Chương, là con của Nhật Trường Trần Thiện Thanh tổ chức. Thì chúng tôi có làm một cái phần trình diễn chiếu lên hình ảnh trên kia là Nhật Trường hát, và bên đây là Thanh Toàn hát, hai bên cũng bác với nhau. Thì những cái video mà Thanh Toàn Nhật Trường hát chung đó, cắt cái phần Thanh Toàn ra, bên kia chỉ là hình của Nhật Trường, cho nên hai bên hát vẫn coi như là Nhật Trường và Thanh Toàn cùng trình diễn. Thật sự nếu quý vị muốn có làm được, Mạnh Quỳnh xong ca cái video dễ dàng. Chiếu video lên. Chứ nghe có một cái bài. Vừa rồi thì trong cái cuốn đó thì có một cái bài mà Mạnh Quỳnh hát chung với Kim Nhung. Có dễ dàng, có làm không? Dạ có. Nhưng mà cái tố thì là có một người mà rất là đặc biệt, đó là Truy Xuân Trinh, là cái người tạo ra cái bóng của Kim Nhung. Dạ, nhưng mà rất là hay luôn. Không có là tạo bóng, còn cái này là lấy hình ảnh thật, video thật. Thí dụ như video thật có Phi Nhung hát bài đó đàng hoàng, thì Phi Nhung là một mình cùng song ca, một người trên video và một người hát thật ở ngoài. Muốn làm thì dễ thôi. Bây giờ như thế này, đây là lần break time thứ 3. Sau cái lần break time này là phần trình diễn của nữ danh ca Thập Hướng nha. Cho nên chúng ta còn hai cái break time nữa để cho quý vị có thể đi ký giấy tờ. Tại giờ tôi biết có nhiều người đã chọn rồi và đang chuẩn bị để ký giấy tờ. Phải break time của nó, break time của ca hoài thì ta coi hoài không tiếc. Nghe quý vị, như tôi nhắc lại là những cái ghế quý vị ngồi lặng của quý vị đừng sợ mất, cứ dịch đi. Nhiều người nói trời tôi đi sợ ngồi đau, có ghế ngồi không có nha. Ghế của quý vị ngồi là cứ ngồi. Rồi, chúng ta...